Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Cô chào tất cả các con. Cô rất vui mừng khi được tiếp tục đồng hành cùng với chúng mình trong những bài giảng ở chương trình Toán lớp 1. Trong tiết học trước, chúng mình đã được cùng nhau tìm hiểu cách cộng số có 2 chữ số với số có 1 chữ số. Vậy, nếu cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số thì làm như thế nào? Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá bài học ngày hôm nay nhé! Bài 30. Phép cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số, tiết 1. Cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu hoạt động đầu tiên, hoạt động 1, khám phá. Cô mời các con quan sát lên màn hình. Trên màn hình, cô có 32 chiếc que tính màu đỏ, gồm 3 bó que tính và 2 chiếc que tính rời. Cô thêm 15 chiếc que tính màu xanh nữa. Trên màn hình, cô có 32 chiếc que tính màu đỏ và 15 chiếc que tính màu xanh. Cô đố các con, cô có tất cả bao nhiêu chiếc que tính màu đỏ và màu xanh? Để tìm được có tất cả bao nhiêu chiếc que tính, cô sẽ thực hiện phép tính cộng. 32 cộng 15. Cô có một bảng gồm cột trục và cột đơn vị. Cô sẽ viết các số trong phép cộng vào cột tương ứng. Số 32 gồm 3 trục và 2 đơn vị. Cô viết số 2 vào cột đơn vị, số 3 vào cột trục. 15 gồm 5 đơn vị và 1 trục. Sau đó, cô viết dấu cộng ở giữa số 32 và số 15. Cô thực hiện tính kết quả của phép tính này từ hàng đơn vị trước. 2 cộng với 5 bằng 7. Cô viết 7 thẳng hàng với 5 và 2 ở hàng đơn vị. 3 trục cộng 1 trục bằng 4 trục. Cô viết số 4 thẳng với cột trục. Như vậy, 32 cộng 15, cô được kết quả là 47. Bây giờ, cô sẽ thực hiện lại các bước tính để các con ghi nhớ kiến thức này nhé. 32 cộng 15. Để tìm được kết quả của phép tính này, cô sẽ thực hiện theo 2 bước. Bước 1, đặt tính. Cô viết số 32. Sau đó, cô viết số 15. Sao cho số trục thẳng hàng với số trục, số đơn vị thẳng hàng với số đơn vị. Cô viết dấu cộng ở giữa hai số này. Lấy thức kẻ, kẻ một đường kẻ ngang thay cho dấu bằng. Bước 2, tính. Cô thực hiện tính từ hàng đơn vị trước. 2 đơn vị cộng 5 đơn vị bằng 7 đơn vị. Cô viết số 7 thẳng hàng với 5 và 2. 3 trục cộng 1 trục bằng 4 trục. Cô viết số 4 thẳng hàng với số 1 và số 3 ở hàng trục. Như vậy, 32 cộng 15 được kết quả là 47 và cô viết số 47 vào phép tính này, tương ứng với có tất cả 47 chiếc que tính. Vậy là vừa rồi chúng mình đã thực hiện tính số có 2 chữ số cộng với số có 2 chữ số rồi đấy. Cô sẽ lấy thêm một ví dụ nữa để chúng mình ghi nhớ và thực hiện tốt được phép cộng số có 2 chữ số cộng với số có 2 chữ số nhé. Cô mời các con tiếp tục quan sát lên màn hình. Cô có 24 quả táo đỏ. Cô thêm 30 quả táo xanh. Vậy cô có tất cả bao nhiêu quả táo? Để tìm được xem có tất cả bao nhiêu quả táo, chúng mình sẽ thực hiện phép tính cộng 24 cộng 30. Và chúng mình sẽ viết phép tính này trong bảng số trục và số đơn vị nhé. 24 gồm 2 trục và 4 đơn vị. Cô viết số 4 vào hàng đơn vị, số 2 vào hàng trục. 30 gồm 3 trục và 0 đơn vị. Cô viết số 0 thẳng với số 4 ở hàng đơn vị, số 3 thẳng với số 2 ở hàng trục. Sau đó, cô viết dấu cộng ở giữa hai số và cô thực hiện tính. Tính từ hàng đơn vị trước. 4 cộng 0 bằng 4, cô viết 4. 2 cộng 3 bằng 5, cô viết 5. Như vậy, 24 cộng 30, kết quả là 54. Cô sẽ thực hiện lại phép tính này qua 2 bước. Bước 1, đặt tính.
chúng mình sẽ viết số 24 trước. Sau đó viết số 30 với số chục thẳng số chục, số đơn vị thẳng số đơn vị. Viết dấu cộng ở giữa hai số. Dùng thước kẻ một đường kẻ ngang thay cho dấu bằng. Bước 2, thực hiện tính. Chúng mình sẽ thực hiện tính từ hàng đơn vị trước. 4 đơn vị cộng 0 đơn vị bằng 4 đơn vị. Các con viết số 4 thẳng với hàng đơn vị. 2 chục cộng 3 chục bằng 5 chục. Các con viết số 5 thẳng hàng với số chục. Như vậy, 24 cộng 30 được kết quả là 54. Và ở đây sẽ có tất cả là 54 quả táo. Như vậy, qua phần khám phá vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu kiến thức cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số. Các con cũng thực hiện tìm kết quả theo 2 bước. Bước 1, đặt tính. Bước 2, tính. Để giúp các con ghi nhớ hơn kiến thức phần này, chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. 2. Hoạt động với các bài tập trong sách giáo khoa. Các con hãy chuẩn bị sách giáo khoa, vở, bút và thước trên mặt bàn của mình nhé. Chúng mình cùng vào bài tập đầu tiên, bài tập 1, trang 48, sách giáo khoa, tính. Ở bài tập này có các phép tính đã được đặt tính theo cột dọc. Các con hãy tìm kết quả của những phép tính này và nhanh chóng viết chúng dưới dấu gạch ngang nhé. Các con có thể bấm nút dừng màn hình và thực hiện bài tập này trong vòng 3 phút. Các con hãy bắt đầu đi nào! Chúng mình đã làm xong chưa? Bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát lên màn hình và chữa bài với cô nhé! Ở phép tính đầu tiên, 41 cộng 11. Các con nhớ là hãy thực hiện tính từ hàng đơn vị trước. 1 cộng 1 bằng 2. Cô viết 2 thẳng với hàng đơn vị. 4 cộng 1 bằng 5. Cô viết 5 thẳng hàng với hàng chục. Như vậy, 41 cộng 11 được kết quả là 52. Phép tính tiếp theo, 15 cộng 30. 5 cộng 0 bằng 5, viết 5 thẳng với hàng đơn vị. 1 cộng 3 bằng 4, viết 4 thẳng với hàng chục. Như vậy, 15 cộng 30 được kết quả là 45. Thật là dễ dàng phải không các con? Chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện phép tính 56 cộng 31 nhé. 56 cộng 31, chúng mình thực hiện từ hàng đơn vị trước. 6 đơn vị cộng 1 đơn vị bằng 7 đơn vị. Chúng mình viết 7. 5, 50 cộng 30 bằng 80. Các con viết 8. Như vậy, 56 cộng 31 được kết quả là 87. Phép tính cuối cùng thì sao nhỉ? Các con ra kết quả là bao nhiêu? Ở phép tính này chúng mình thấy 0 đơn vị cộng 9 đơn vị bằng 9 đơn vị. Các con viết số 9 thẳng hàng đơn vị. 60 cộng 20 bằng 80. Các con viết số 8 thẳng với số chục. Như vậy, 60 cộng với 29 bằng 89. Các con hãy quan sát một lần nữa lên màn hình và đối chiếu với bài làm của mình trong sách hoặc vở nháp nhé. Nếu các con ra kết quả giống như của cô, thì các con hãy tự thưởng cho mình một tràng pháo tay. Bài tập 1 vừa rồi đã giúp các con ôn tập lại kiến thức cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 2, trang 49, sách giáo khoa. Đặt tính rồi tính. Ở bài tập này, chúng mình phải thực hiện hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính, và yêu cầu thứ hai là tính. Các con hãy thực hiện đặt tính những phép tính đã được viết theo hàng ngang này và tìm kết quả của chúng nhé. Chúng mình cũng có thể bấm nút dừng màn hình và thực hành làm bài tập này trong vòng 3 phút. Các con hãy bắt đầu đi nào! Chúng mình đã làm xong chưa nhỉ? Hãy cùng quan sát lên màn hình và chữa bài với cô nhé! Phép tính đầu tiên, 13 cộng 21. Khi đặt tính, các con chú ý viết số sao cho số đơn vị thẳng số đơn vị, số chục thẳng với số chục. Và đừng quên sử dụng thước kẻ một dấu gạch ngang thay cho dấu bằng nhé! Phép tính đầu tiên, 13 cộng 21.
chúng mình viết số 13 trước, sau đó viết số 21 thẳng hàng với số 13, sao cho số đơn vị thẳng với số đơn vị, số chục thẳng với số chục. Các con viết dấu cộng ở giữa hai số và dùng thước kẻ một đường kẻ ngang thay cho dấu bằng. Bước thứ hai, chúng mình thực hiện tính. 3 đơn vị cộng 1 đơn vị bằng 4 đơn vị. Các con viết số 4 thẳng với hàng đơn vị. 1 chục cộng 2 chục bằng 3 chục. Các con viết số 3 thẳng với số chục. Như vậy, 13 cộng 21 được kết quả là 34. Ở phép tính tiếp theo, 15 cộng 64. Các con viết số 15 trước, sau đó viết số 64. Viết dấu cộng ở giữa hai số này. Kẻ một dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Và bước thứ hai thực hiện tính từ hàng đơn vị trước. 5 đơn vị cộng 4 đơn vị bằng 9 đơn vị. Các con viết 9 thẳng với hàng đơn vị. 1 chục cộng 6 chục bằng 7 chục. Các con viết số 7 thẳng với số chục. Như vậy, 15 cộng với 64 được kết quả là 79. Thật là dễ dàng phải không nào? Phép tính tiếp theo, 34 cộng 40. Chúng mình đặt tính như sau. Viết số 34 trước, sau đó viết số 40, sao cho số chục thẳng với số chục, số đơn vị thẳng hàng với số đơn vị. Viết dấu cộng ở giữa hai số và dùng thước kẻ một đường kẻ ngang thay cho dấu bằng. Bước 2, thực hiện tính. Chúng mình tính từ hàng đơn vị trước. 4 đơn vị cộng 0 đơn vị bằng 4 đơn vị. Các con viết số 4. 3 chục cộng 4 chục bằng 7 chục. Các con viết số 7. Như vậy, 34 cộng 40 được kết quả là 74. Phép tính cuối cùng, 83 cộng 15. Chúng mình cũng thực hiện đặt tính. Sau đó tính kết quả của phép tính từ hàng đơn vị trước. Bạn nào ra kết quả giống như của cô thì chúng mình hãy tự thưởng cho các con một tràng pháo tay nhé. Như vậy, ở bài tập số 2 vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau củng cố lại kiến thức cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số. Bây giờ, chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 3, trang 49, sách giáo khoa. Tìm chỗ đỗ cho trực thăng. Ở bài tập này, chúng mình thấy có 3 chiếc trực thăng. Mang trên mình phép cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số. Ở phía dưới là 3 bến đỗ với các số 67, 90 và 79 là kết quả của những phép tính này. Các con hãy thực hiện tìm kết quả của phép tính trên những trực thăng này và đưa những trực thăng này về đúng bến đỗ của chúng nhé. Các con có thể thực hiện các phép tính này ra nhé và sau đó nối chúng bằng cách sử dụng thước. Các con đã làm xong chưa nào? Bây giờ hãy quan sát lên màn hình và chữa bài với cô nhé. Trực thăng đầu tiên mang phép tính 39 cộng 40. Các con tìm được kết quả của phép tính này là bao nhiêu? Bạn nào nhanh thì chúng mình có thể nhẩm bằng cách cộng số đơn vị với số đơn vị, số chục với số chục nhé. 39 cộng 40 được kết quả là 79 và chúng mình sẽ dùng thước nối chiếc trực thăng này với bến đỗ 79. Còn cô sẽ đặt chiếc trực thăng này về đúng bến đỗ của nó. Trực thăng thứ hai có phép tính 60 cộng 7. Phép tính này rất dễ đúng không nào? Chúng mình có thể nhẩm ngay ra được kết quả. 60 cộng 7 bằng 67. Chiếc trực thăng này sẽ về bến đỗ có kết quả là 67. Trực thăng cuối cùng có phép tính 80 cộng 10. Đây đều là hai số tròn trục cộng với nhau. Các con có thể dễ dàng tìm được kết quả của phép tính này bằng cách nhẩm số trục cộng với số trục. 8 trục cộng 1 trục kết quả bằng 9 trục. Vậy, chiếc trực thăng này sẽ về bến đỗ ghi số 90. Như vậy, bằng việc vận dụng phép tính cộng số có 2 chữ số với số có 1 chữ số, chúng mình đã đưa được những máy bay trực thăng này về đúng bến đỗ của nó rồi đấy. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 4, trang 49,
sách giáo khoa. Có hai cây cà chua trong vườn, một cây có 10 quả, một cây có 26 quả. Hỏi cả hai cây có bao nhiêu quả cà chua? Ở bài tập này, chúng mình lưu ý đọc kỹ đề bài. Một cây có 10 quả, một cây có 26 quả. Hỏi cả hai cây có bao nhiêu quả cà chua? Khi hỏi số quả cà chua ở cả hai cây, chúng mình sẽ thực hiện phép tính cộng. Các con hãy điền số thích hợp vào những ô có dấu hỏi chấm này và tìm kết quả của phép tính cộng này nhé. À, chúng mình sẽ lấy cây thứ nhất là 10 quả, cộng với cây thứ hai là 26 quả và thực hiện tìm kết quả của phép tính này. 0 đơn vị cộng 6 đơn vị bằng 6 đơn vị. 1 trục cộng 2 trục bằng 3 trục. Như vậy, 10 cộng với 26 được kết quả là 36 và cả hai cây có tất cả 36 quả cà chua. Đây là bài toán có lời văn, chúng mình cần đọc kỹ yêu cầu của bài toán để xem thực hiện phép tính cộng hay phép tính trừ. Khi xác định được thực hiện phép tính cộng hay phép tính trừ thì các con hãy tìm kết quả của các phép tính này bằng cách tính thật kỹ ra nháp của mình nhé. Bài tập số 4 đã khép lại bài học của cô trò chúng mình. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta được tìm hiểu phép cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số. Các con hãy thực hành làm thêm các bài tập để nắm rõ hơn về kiến thức phần này nhé. Bài học của cô trò chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau nhé. Chào tạm biệt các con. Cô chào tất cả các con. Cô rất vui mừng chào đón các con quay trở lại với những bài giảng trong chương trình Toán lớp 1. Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập lại cách cộng các số có 2 chữ số với số có 2 chữ số. Bài 30, phép cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số, tiết 2. Trước khi vào bài học, các con hãy chuẩn bị cho mình sách giáo khoa, vở, bút và thước nhé. Cô trò chúng mình cùng nhau khám phá bài tập số 1, trang 50, sách giáo khoa toán. Đặt tính rồi tính. Ở bài tập này, có các phép tính được viết theo hàng ngang. Nhiệm vụ của các con là hãy đặt tính và tìm kết quả của những phép tính này. Các con hãy bấm nút dừng màn hình và thực hiện bài tập này ra vở của mình trong vòng 3 phút nhé. Các con hãy bắt đầu đi nào. Bây giờ, cô mời các con cùng quan sát lên màn hình, chúng ta sẽ chữa bài. Phép tính đầu tiên, 10 cộng 47. Khi đặt tính, các con chú ý viết thẳng hàng, hàng đơn vị với hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục. Và các con đừng quên kẻ một đường kẻ ngang thay cho dấu bằng nhé. Cô viết số 10 trước, sau đó viết số 47, sao cho số 7 thẳng với số 0 ở hàng đơn vị, số 4 thẳng với số 1 ở hàng chục. Cô viết dấu cộng ở giữa hai số này và kẻ một đường kẻ ngang thay cho dấu bằng. Cô thực hiện tính kết quả của phép tính cộng này từ hàng đơn vị trước. 0 đơn vị cộng 7 đơn vị bằng 7 đơn vị. Cô viết 7. 1 chục cộng 4 chục bằng 5 chục. Cô viết 5. Như vậy, 10 cộng 47 bằng 57. Phép tính thứ 2, 23 cộng 54. Cô cũng đặt tính sao cho số 23 và số 54 có hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị. Cô viết dấu cộng ở giữa hai số và kẻ một đường kẻ ngang thay cho dấu bằng. Thực hiện tìm kết quả của phép tính từ hàng đơn vị trước. 3 đơn vị cộng 4 đơn vị bằng 7 đơn vị. 2 chục cộng 5 chục bằng 7 chục. Vậy 23 cộng 54 bằng 77. Phép tính tiếp theo, 61 cộng 35, cô thực hiện đặt tính như sau. Viết số 61 trước, sau đó viết số 35, sao cho số 5 thẳng số 1 ở hàng đơn vị, số 3 thẳng số 6 ở hàng chục. Viết dấu cộng ở giữa hai số và kẻ một đường kẻ ngang thay cho dấu bằng. Thực hiện tìm kết quả của phép tính từ hàng đơn vị trước.
1 cộng 5 bằng 6, viết 6. 6 cộng 3 bằng 9, viết 9. Như vậy, 61 cộng 35 bằng 96. Các phép tính vừa rồi rất đơn giản đúng không nào? Chúng mình cùng nhau tìm hiểu phép tính cuối cùng, 58 cộng 41. Chúng mình cũng thực hiện đặt tính 58 cộng 41 và thực hiện tìm kết quả của phép tính. 8 cộng 1 bằng 9, viết 9. 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. Vậy 58 cộng 41 được kết quả là 99. Các con hãy quan sát lại bài của mình và so sánh kết quả với đáp án trên màn hình của cô nhé. Bài tập vừa rồi đã giúp các con ôn tập lại cách đặt tính và cách tìm kết quả của phép tính cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 2, trang 50, sách giáo khoa. Quả xoài nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất? Quả xoài nào ghi phép tính có kết quả bé nhất? Ở bài tập 2 này, chúng mình thấy có 3 quả xoài. Trên 3 quả xoài này có các phép tính cộng. Các con hãy tìm kết quả của những phép tính cộng này và cho cô biết quả xoài nào ghi kết quả lớn nhất và quả xoài nào ghi phép tính có kết quả bé nhất. Các con hãy thực hiện bài tập này vào trong sách của mình nhé. Bây giờ các con hãy quan sát lên màn hình và chữa bài với cô. Quả xoài đầu tiên có phép tính cộng 2 cộng 40. Các con dễ dàng nhẩm ngay được kết quả của phép tính này là 42. Quả xoài thứ hai có phép tính 70 cộng 10. Đây là hai số tròn trục cộng với nhau, các con cũng dễ dàng nhẩm được kết quả. 70 tương ứng với 7 trục, 10 tương ứng với 1 trục, 7 trục cộng 1 trục bằng 8 trục, hay cô viết là 80. Quả xoài cuối cùng mang phép tính 80 cộng 3, kết quả bằng 83. Như vậy, sau khi tìm kết quả của những phép tính ghi trên mỗi quả xoài này, chúng mình dễ dàng nói được quả xoài ghi phép tính có kết quả lớn nhất ở đây là quả xoài cuối cùng với phép tính 80 cộng 3 bằng 83. Và quả xoài ghi phép tính có kết quả bé nhất là quả xoài có phép tính 2 cộng 40 bằng 42. Bài tập vừa rồi đã giúp chúng mình ôn tập lại cách tìm kết quả của phép tính cộng và ôn tập lại cách so sánh các số có 2 chữ số với nhau. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 3, trang 50, sách giáo khoa. Trên cây có 15 con chim. Lát sau, có thêm 24 con chim bay đến đậu cùng. Hỏi, lúc này trên cây có tất cả bao nhiêu con chim? Ở bài tập này, là một bài toán có lời văn, chúng mình lưu ý các dữ liệu mà đề bài đã cho nhé. Đó là có 15 con chim, lát sau có thêm 24 con chim bay tới. Đề bài hỏi có tất cả bao nhiêu con chim. Để tìm được xem có tất cả bao nhiêu con chim, chúng mình sẽ thực hiện phép tính gì nhỉ? À, chính xác rồi ạ, chúng mình sẽ thực hiện phép tính cộng. Các con hãy viết các số thích hợp vào những ô có dấu hỏi chấm. Với phép tính cộng này, chúng mình sẽ lấy số chim đậu trên cành cây là 15, cộng với số chim bay tới thêm đậu vào là 24. Và các con tìm kết quả của phép tính cộng 15 cộng 24. Chúng mình được kết quả là 39. Vậy, trên cây có tất cả 39 con chim. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 4, trang 51, sách giáo khoa. Tính nhẩm theo mẫu. Các con nhìn mẫu. Mẫu ở đây là phép tính 30 cộng 20. Các con nhận thấy điều gì đặc biệt ở các số trong phép cộng này? Chính xác, các số trong phép cộng này đều là các số tròn trục. Vậy, khi tính nhẩm các số tròn trục cộng với nhau, chúng mình thực hiện như sau. 30 hay còn gọi là 3 chục. 20 hay còn gọi là 2 chục. 3 chục cộng 2 chục bằng 5 chục.
chúng mình biết số 50 là kết quả của phép tính này. Vậy khi thực hiện tìm kết quả của các phép tính cộng với các số tròn trục, chúng mình sẽ nhẩm hàng trục của các số đó cộng với nhau nhé. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện nhẩm kết quả của các phép tính cộng với các số tròn trục ở các phần A, B và C. Ở phần A, chúng mình thấy phép tính 10 cộng 50. 10 đây gọi là một trục, 50 là năm trục. Một trục cộng năm trục bằng 6 trục, hay cô viết là 60. 20 cộng 40, chúng mình cũng nhẩm là 2 trục cộng 4 trục và kết quả cũng là 6 trục. Phép tính tiếp theo, 30 cộng 30, hay cô nói cách khác là 3 trục cộng 3 trục thì kết quả là 6 trục. Các con viết số 60. Chúng mình nhận thấy cả 3 phép tính cộng này có điểm gì đặc biệt nhỉ? Chính xác rồi ạ. Cả 3 phép tính cộng này đều có kết quả là 60 đấy. Chúng mình cùng quan sát tiếp phần B và nhẩm kết quả của các phép tính cộng. 30 cộng 40 hay còn có cách nói khác là 3 trục cộng 4 trục bằng 7 trục. 4 trục cộng 3 trục bằng 7 trục. Và 2 trục cộng 5 trục kết quả cũng bằng 7 trục. Các con thấy rằng phép tính cộng 30 cộng 40 và 40 cộng 30 là hai phép tính rất đặc biệt đúng không nào? Cả hai phép tính này đều có kết quả là 70. Các số trong phép cộng thì được đổi chỗ cho nhau và kết quả nhận được thì không hề thay đổi. Ở phép cộng này chúng mình lưu ý ghi nhớ cho cô thêm một kiến thức. Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. Các con nhớ chưa nào? Chúng mình cùng tìm hiểu tiếp phần C với các phép tính cộng. 10 cộng 20. 10 cộng 20 kết quả bằng 30. 10 cộng 30 kết quả bằng 40. 10 cộng 40 kết quả bằng 50. Các con có nhẩm ra kết quả giống như của cô không nhỉ? Nếu mà chưa nhẩm đúng thì các con sẽ xem lại và tính toán thật kỹ hơn nhé. Ở phần C này các con có nhận thấy những phép tính cộng này có gì đặc biệt không? Chúng mình thấy rằng cả 3 phép tính cộng này, các số đầu tiên trong phép cộng đều là 10 và số thứ hai trong phép cộng thì tăng dần đúng không nào? 10 cộng 20 này, sau đó là 10 cộng 30 và cuối cùng là 10 cộng 40. Vậy thì kết quả nhận được sẽ như thế nào nhỉ? Kết quả nhận được cũng tăng dần từ 30 đến 40 và đến 50 đấy. Như vậy, ở phần C này, các con cũng rút ra được một kiến thức, đó là nếu giữ nguyên số đầu tiên trong phép cộng và số thứ hai trong phép cộng tăng dần, thì kết quả nhận được cũng sẽ tăng dần. Qua bài tập này, các con hãy ghi nhớ cho cô cách nhẩm các phép tính cộng với các số tròn trục nhé. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập cuối cùng của ngày hôm nay nhé. Bài 5, trang 51, sách giáo khoa. Tìm số bị rơi mất trong mỗi chiếc lá có dấu hỏi chấm. Ở bài tập này, chúng mình nhìn thấy hình ảnh của một dàn mướp. Trên mỗi chiếc lá và mỗi chiếc dây ở dàn mướp này có các phép tính cộng. Tuy nhiên, kết quả của những phép tính cộng này đã bị rơi mất. Các con hãy giúp cô tìm những số thích hợp để điền vào những dấu hỏi chấm là kết quả của các phép tính cộng này nhé. Chúng mình sẽ quan sát từ bên trái sang bên phải dàn mướp. Ở đây có phép tính cộng 30 cộng với 23 và được kết quả là bao nhiêu nhỉ? Các con sẽ nhẩm số đơn vị cộng với số đơn vị, số trục cộng với số trục để ra được kết quả của phép tính này nhé. 30 cộng với 23 được kết quả là 53. Các con sẽ viết số 53 vào ô có dấu hỏi chấm. Khi tìm được số 53 rồi, các con lại quan sát xuống phía dưới với phép tính 53 cộng với 11 và các con hãy nhẩm ra kết quả của phép tính cộng này. 3 đơn vị cộng 1 đơn vị bằng 4 đơn vị. 5 trục cộng 1 trục bằng 6 trục. Như vậy, 53 cộng với 11 được kết quả là 64. Các con viết số 64 vào ô có dấu hỏi chấm.
Như vậy là với dàn mướp này, chúng mình chỉ còn một ô có dấu hỏi chấm nữa thôi. Ở ô cuối cùng này, các con nhìn thấy có hai cách làm. Cách làm thứ nhất, chúng mình có thể thực hiện phép tính cộng 30 cộng với 12 để tìm ra được kết quả. Hoặc chúng mình cũng có thể thực hiện phép tính cộng rằng số nào cộng với 22 để được kết quả là 64. Cách nào dễ làm với các con thì con sẽ làm nhé. Ở ô hỏi chấm cuối cùng này, chúng mình sẽ chọn cách 30 cộng với 12 và tìm kết quả của phép tính cộng này sẽ dễ dàng hơn là cách còn lại. 30 cộng với 12 được kết quả là 42. Các con viết số 42 vào dấu hỏi chấm. Như vậy, ở bài tập này, chúng mình lại một lần nữa ôn tập lại cách cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số. Bài tập số 5 cũng đã kết thúc lại bài học của cô trò chúng mình. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau nhé! Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.